sau rằm tháng tư âm lịch, năm con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Đạo sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, bất kể chúng ta là ai thì khi sinh ra cũng cầu mong cho mình một cái số mệnh như ý, mọi sự đều được thuận lợi xuân sẻ, giàu có, thành công và hạnh phúc. Đó là những cái thứ mà con người phải dành cả đời để mà cố gắng đạt được. Và ông trời sinh ra mỗi người có một cái số mệnh khác nhau gia cảnh học thức cũng khác nhau Nên số phận của mọi người không ai giống ai cả Và cổ nhân cũng có câu nói là Thời vận không thông thử mưu cầu vô ích Có cố gắng thì cũng chỉ như là dã tràng xe cát Hoặc là muối đổ bể mà thôi Có người khi sinh ra tốt số ở Cuộc đời sống trong nhung lụa Tiền bạc thì rủng rỉnh, nhà rộng xe sang, đất đai nhiều vô kể nhưng cũng có không ít những người phải sống trong cảnh khốn khổ, túng thiếu, khó khăn trăm bề, làm mãi mà cũng không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, à, theo tử vi số mệnh có nói rằng trong số 12 con giáp ấy, thì sẽ có 5 con giáp may mắn nhất sau giảm tháng tư âm lịch tới đây. Những con giáp này sẽ được các tinh chiếu rọi quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp không hóa rồng thì cũng thành phượng, kéo theo cái tài vận nó dồi dào tiền bạc cũng ùn ùn đổ về nhét chật két để biết được cái vận trình chi tiết của năm con giáp sau rằm tháng tư âm lịch sắp tới đây diễn biến như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái phân tích chi tiết của tử thông trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên sau rằm tháng tư âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi sửu quý vị thân mến À, những người tuổi Sửu ấy trong thời gian này thì được cục diện là tam hợp tị rộng xửu nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên à, bắt đầu sau cái rằm tháng tư âm lịch ấy thì nói chung ấy những người tuổi Sửu sẽ ăn nên làm ra. À, tuy hơi vất vả nhưng mà những thành quả đạt được cũng không hề tệ một chút nào. À, thưa quý vị trong thời gian này những người tuổi Sửu ấy thì là những người nói chung là họ rất là kiên định với cái mục tiêu và thực dụng và là một trong những người đáng tin cậy À, trong thời gian tới thì những người tuổi sửu sẽ được hưởng những thành quả từ cái sự chăm chỉ của mình dù trong sự nghiệp hay là tài vận đấy họ sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối để mở ra một cái thời kỳ cực kỳ là hưng thịnh à, với việc được nhiều cái cát tinh nó xoay chiếu về công danh sự nghiệp à, nên là cái vận trình của những người tuổi sửu sẽ có những cơ hội phát triển nhất định trong thời gian tới à, tuy nhiên cái vận khí nó cũng còn nhiều cái biến động một vài cái hung tinh nó vẫn còn gây ra những cái thách thức trở ngại nhất định cho những người tuổi xíu. À, trong thời gian này thì những người tuổi xíu có thể sẽ thể hiện rõ cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo của mình. À, bên cạnh đó họ cũng biết điều hành đội nhóm và được đồng đội cấp trên ghi nhận. bản tính chăm chỉ cũng được phát huy. đồng thời cái sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng cũng sẽ tạo ra cái không gian phát triển lớn hơn cho những người tuổi xíu. À, tuy nhiên do bản tính thận trọng nên những người tuổi Sửu đôi khi tỏ ra là quá cứng đầu, thiếu đi cái sự linh hoạt à, Có thể khiến mọi việc bị chậm trễ, thậm chí là gì bỏ lỡ những cơ hội đánh giá đáng quý Do đó, quý vị cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình sao cho đúng đắn Linh hoạt ứng phó với những cái thay đổi ở trong cái công việc Đặc biệt, trong cái thời gian sau rằm đến cuối năm ấy thì những người tuổi sửu cũng được nhắc nhở là nên chú ý trong các mối quan hệ làm sao cho hài hòa duy trì cái giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh cái tranh chấp và xung đột với những người khác là cái điều cần thiết và được ưu tiên hàng đầu. À, chỉ có tinh thần đồng đội mới có thể là giúp cho các bạn đạt được những thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong thời gian sau rằm tháng tư âm lịch ý, thì có thể có cơ hội thăng tiến một vài dự án hợp tác quan trọng thì cũng được thuận lợi hanh thông. Không chỉ vậy, về mặt may mắn thì họ còn được may mắn là được tài chính dồi dào. Những người tuổi Sửu sẽ có những cái cơ hội đạt được khối tài sản khổng lồ. Một vài cái điểm sáng cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này. À, thêm nữa là nhờ có cát tinh nó chiếu mệnh mà những người tuổi Sửu cũng sẽ được thuận lợi may mắn à do có quý nhân đứng đằng sau giúp đỡ. Có người thì kiếm được một số công việc bán hàng bán thời gian cũng như là gì, có người thì có cơ hội trúng số đổi đời nên là cũng bội thu về mặt tiền bạc. À, thêm nữa, những cái thành tích tốt trong công việc cũng sẽ mang lại cho những người tuổi xíu cái thu nhập được tăng trưởng ổn định và có thể thu thêm cái lợi nhuận cho chính mình. À, tuy nhiên, à, trong thời gian này, thì quý vị nên ưu tiên cho cái công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái kỹ năng và cái chuyên môn của mình cho tốt hơn. À, quý vị đừng có ôm đồm hay là phân tán cái sức lực của mình cho quá nhiều công việc cùng một lúc. Bên cạnh đó, cũng đừng có mù quáng tìm cách tăng thêm thu nhập mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp của bản thân. Đối với những người tuổi Sửu mà đang được làm công việc kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh trong thời gian này. À, do không được nhiều so tốt nó phù hộ nên là cũng không nên mở rộng quy mô một cách vừa vội vàng và ồ ạt. À, và trong thời gian sau rằm thì các bạn cần phải đánh giá cẩn thận các rủi ro tránh mạo hiểm đầu tư một cách là quá mức đóng vội. Quý vị hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt những cái thay đổi của thị trường duy trì cái sự linh hoạt và theo dõi các nhu cầu của khách hàng cũng như là gì xu hướng của ngành nghề mà các bạn đang theo đuổi nếu mà có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra cái chiến lược kinh doanh hợp lý thì các bạn có thể duy trì cái sự ổn định trong cái thị trường đầy cái tính cạnh tranh như hiện nay và đặt cái nền tảng cho cái sự phát triển của bản thân trong tương lai ngoài ra về mặt cái mối quan hệ thì chỉ số hạnh phúc của đơn số cũng sẽ được cải thiện rất nhiều dù những người độc thân hay là những người đã kết hôn ấy, thì các bạn đều có cái khả năng gặp được những người khiến cho tim mình phải loạn nhịp à, hoặc là các mối quan hệ với bạn bạn đời ấy cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn nói chung ấy những người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn gấp bội về sự nghiệp và tài lộc trong cái thời gian là sau rằm tháng tư âm lịch à, những ai mà muốn kiếm cái người yêu để sang năm cưới thì trong thời gian này cũng là một cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi xíu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp may mắn đầu tiên sau rằm tháng tư âm lịch à, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là những người tuổi ngọ À thưa quý vị Nói chung ấy Thời gian sau rằm tháng tư âm lịch Thì những người tuổi ngọ sẽ tốt hơn nhiều So với cái thời gian trước đó Đoán nhiều cái sự chuyển biến tích cực Trên các phương diện đặc biệt là trong khoảng thời gian này à, quý vị biết ý, Những người tuổi ngọ là những người dũng cảm Quyết đoán và có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ Xứng đáng nằm trong top danh sách Những con giáp may mắn sau rằm tháng tư âm lịch Họ sẽ có cơ hội đạt được những bước đột phá trong công danh sự nghiệp của mình có thể nói à, cái cơ hội thăng tiến sẽ đến với những người tuổi ngọ trong thời gian này bên cạnh đó trong các mối quan hệ thì những người tuổi ngọ cũng được kỳ vọng sẽ tìm được cái tình yêu đích thực à, những người độc thân ấy cũng sẽ có cơ hội gặp được những người khiến cho họ phải hứng thú và có khả năng sẽ phát triển một cách là sâu sắc bên cạnh đó à, trong cái thời gian sau rằm thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi ngọ cũng có những cái khởi sắc nhất định À, nhưng mà quý vị cũng cần phải cẩn trọng vì cái cơ hội thì bao giờ nó cũng ẩn tàng những khó khăn vì thế à, có thể thấy rằng các bạn sẽ gặt hái được thành công hay không ấy, thì hoàn toàn phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố mà quan trọng là cách quý vị nắm bắt và xử lý tình huống ra sao à, cũng như là gì quý vị có biết nắm bắt đến cơ hội hay không mà thôi thêm nữa trong thời gian này nhiều cái cutting nó đồng hành nó cũng cho thấy uh, nói chung ấy, sau rằm các bạn sẽ giữ được cái đầu óc tỉnh táo và sáng suốt nếu mà tập trung vào làm việc thì các bạn có thể đưa ra được những ý tưởng kinh doanh đột phá sáng tạo giúp ích cho cái việc khẳng định cái vị thế thậm chí là còn trở thành những người dẫn đường giúp cho tập thể tìm ra cái hướng đi mới phù hợp uh, quý vị hãy luôn nhiệt tình và cố gắng cho công việc bởi công sức của các bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao nếu mà giữ được cái phong độ của mình thì từ giờ đến cuối năm các bạn sẽ không thiếu những cơ hội được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng cũng như là nhận được sự ngưỡng mộ về nể phục của mọi người thêm nữa à, lại có tài tinh đối chiếu mệnh kèm theo quý nhân tương trợ giúp đỡ à, vậy nên là các mối quan hệ xã giao của bản bệnh sẽ được phát triển cực kỳ là tích cực các bạn làm quen được với những người đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những lúc khó khăn, tìm được những người có cùng chung chí hướng, cùng cố gắng để hướng đến cái mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của các bạn cũng tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn thì cũng không còn quá đáng sợ như trước đây nữa. Đặc biệt trong thời gian sau rằm tháng 4 âm lịch ý, thì nói chung ấy, những ai mà muốn thay đổi công việc hay là muốn lập nghiệp thì quý vị cũng hãy gì À, lập một cái mục tiêu, một cái kế hoạch rõ ràng, kết quả đạt được cũng sẽ cực kỳ là triển vọng đấy. À, thêm nữa, cái tình hình tài chính của những người tuổi ngọ trong thời gian này đôi khi cũng có những cái quãng thăng quãng trầm. À, do đó, quý vị cần phải luôn tập trung vào cái nhiệm vụ của mình. Chỉ cần lơ là một chút xíu thôi, thì đôi khi cũng tạo ra những cơ hội cho cái tiền bạc bị thất thoát. À, nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị nên là à, tập trung vào công việc của mình nhé. Khi mà quý vị tập trung vào công việc ấy nỗ lực hết mình ấy, thì quý vị sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và giúp quý vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao khẳng định được cái vị thế của mình à, từ đó sẽ không thiếu những cơ hội được lãnh đạo khen thưởng cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc là tăng lương thăng chức à, công sức các bạn bỏ ra sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng một số người thì xin được vào những cái, cái, cái đơn vị phù hợp với cái năng lực của mình à, các bạn hãy tự tin trao đổi thỏa thuận cái mức lương xứng đáng nếu như mà muốn uh, cái làm việc, Đó. tại vì không ai là không đánh giá cao những người có năng lực cả. Tuy nhiên khi bắt tay vào làm việc gì thì các bạn cũng cần phải hết sức tập trung, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc. Đấy. Ở trong thời gian này cái việc làm ăn của những người tuổi ngọ nhìn chung là cũng khá là ổn định, không có những cái biến động quá lớn. Tuy nhiên cũng có những cái lúc mà quý vị có những cái cơ hội nó đến cực kỳ là nhanh. Đấy À, có cơ hội là trúng số đời đời, một số người còn may mắn được thừa hưởng những cái tài sản cách xù Đấy. À, xong cái may mắn là quý vị cũng không phải đối diện với nhiều cái rủi ro ẩn tàng. Tự chung lại thì tài chính cân bằng, thu chi thì cân đối. Vậy nên những người tuổi ngọ có thể là gì? À, hưởng một cái tháng là dùng dính về tiền tiêu. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi ngọ khẳng định cái vị thế của mình trong lòng khách hàng tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ chậm nhưng mà chắc khi mà vị thế của các bạn đã được khẳng định trên thị trường ấy thì cái lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc tự khắc tiền sẽ chảy vào túi nhiều hơn đối với những người mà đã kết hôn thì hạnh phúc gia đình cũng sẽ đạt được đến cái sự đỉnh điểm à, sự thấu hiểu của những người tuổi ngọ với bạn đời trở nên sâu sắc hơn khả năng cao các bạn sẽ có nhiều cái tin vui trong thời gian tới những người tuổi ngọ nếu mà biết tận dụng cái cơ hội thực hiện cái ước mơ của mình thì dù là sự nghiệp hay là tình yêu ấy, quý vị mọi vận trình cũng đều được khởi sắc và cuộc đời sẽ bước sang một trang mới giàu có hạnh phúc viên mãn hơn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ trong thời gian sau rằm tháng tư âm lịch. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba sau rằm tháng tư mà không thể không kể đến đó chính là những gia chủ tuổi tuất. À, thưa quý vị, à, những người tuổi tuất nhờ được nhiều cái cát tinh nó xoay chiếu kèm theo được quý nhân nâng đỡ che chở, vậy nên cái vận trình của những người tuổi tuất trong thời gian này cũng cực kỳ là hanh thông. Quý vị không cần phải lo lắng về bất cứ cái vấn đề nào nó sẽ đến trong thời gian này, khi mà cái vận khí của quý vị đang có những cái bước tiến triển đột phá và có sự gia tăng mạnh mẽ. Công việc cũng diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn. Các kế hoạch mà những người tuổi Tuất đang theo đuổi thì sẽ có rất nhiều cái tín hiệu tích cực. Các bạn đang vận dụng rất là tốt cái kinh nghiệm và cái sự linh hoạt của mình vào trong công việc. Vậy nên là công việc thì hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì cũng dễ kiếm hơn. Bên cạnh đó, không chỉ có công việc nó thuận lợi mà tin vui còn đến với những người tuổi Tuất ở cái phương diện về tài lộc nữa. Cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy ở trong cái thời gian sau giảm tháng Tư âm lịch thì cái việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh của những người tuổi Tuất cũng sẽ được thuận lợi hơn nhờ có những đơn hàng lớn. Vậy nên là quý vị có thể thu tiền ngoài tay. Nhìn chung ấy bản mệnh không gặp phải cái trở ngại gì quá lớn trong thời gian này. Bên cạnh đó. Những người tuổi tuất thường có những cái quyết định sáng suốt liên quan đến cái vấn đề tài chính. À, đó là cái lý do mà không ít người tuổi này có tiền bạc dùng dính, các nguồn thu thì nó lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những cái vất vả những khổ cực mà những người tuổi tuất đã phải bỏ ra trong suốt thời gian trước đó. Nhất là những ai mà duy trì được lối sống tiết kiệm thì có thể là gì? Tự có mua nhà, tậu xe và mua những cái món đồ mình thích. À, trong cái thời gian này thì lại có cắt tinh với chiếu mệnh. Những người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản hay là những người mà buôn bán kinh doanh hay đầu tư ấy thì có cơ hội để phát tài phát lộc, đạt được những cái thành công rực rỡ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Thì đây là cái công sức hoàn toàn xứng đáng với cái kết quả mà các bạn bỏ ra. Ngoài ra ấy, thời gian này thì các bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để mà làm từ thiện hay là giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình điều này không ảnh hưởng đến cái thu nhập của các bạn mà còn sẽ giúp cho tâm thế của quý vị à, làm việc tốt thì sẽ thu được những điều tốt đẹp hơn đến với mình. Thêm nữa, à, quý nhân cũng xoay đường chỉ lối giúp cho nhân duyên của những người tuổi Tuất cũng được cát lành và may mắn. Đây cũng là điều mà giúp cho những người tuổi Tuất cân bằng lại cảm xúc để tránh các tổn thương không đáng có. Các cặp đôi tuy không có thời gian ở bên nhau nhiều nhưng mà luôn làm tốt cái vai trò của mình, à, cố gắng quan tâm hỏi han đến nửa kia tình duyên viên mãn, tiền bạc thì dồi dào, công danh sự nghiệp thì thuận lợi hanh thông. Vậy nên những người tuổi Tuất sẽ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong cái thời gian sau giảm tháng tư âm lịch. Và để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong thời gian sau giảm ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tý à, thưa quý vị nói chung ấy sau rằm tháng tư âm lịch những người tuổi tý có được cái nguồn năng lượng dồi dào do được quý nhân tương trợ giúp đỡ đặc biệt uh, trong thời gian này quý vị sẽ lập kế hoạch công việc cũng sẽ được thuận lợi hành thông và tiến đến cái mục tiêu và cái tham vọng của mình trong tương lai. À các bạn có thể thử sức với lĩnh vực mới, nó sẽ giúp cho quý vị khai mở cái tiềm năng và cái biệt thế mạnh của bản thân mình. Nói chung ấy, trong cái thời gian sau rằm tháng tư âm lịch, trong bất cứ cái công việc nào thì các bạn cũng làm việc hết mình, hoàn thành tốt những cái việc mà các bạn đang chịu trách nhiệm. Thời điểm này sẽ có nhiều cặp mắt đang hướng đến các bạn và sẵn sàng để bạt lên những vị trí cao hơn để các bạn có thể là gì làm tốt hơn ở cái vị thế hiện tại từ đó thu nhập của những người tuổi tý cũng được dự đoán có chiều hướng là tăng lên và có nhiều nguồn thu khác nhau dù là người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều trở nên bận rộn hơn rất nhiều kèm theo đó là không ít những khó khăn những vất vả nhưng mà bù lại những nỗ lực của các bạn cũng đem lại những cái thành quả xứng đáng khi mà tài lộc nó được thịnh vượng rõ rệt với những người làm công việc cố định thì bên cạnh cái khoản lương nhận đều đặn thì các bạn có thể sẽ nhận được thêm những khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm cũng nhờ những cái đóng góp của mình từ thời gian trước đó. Nhìn chung ấy, cái mức thủ lao cũng khá là lý tưởng với những người làm kinh doanh buôn bán thì hàng hóa trong thời gian này nó cũng dồn dập khiến cho các bạn phải tối mắt tối mũi nhưng đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy cái mức tiêu thụ khá là tốt. Chỉ cần các bạn cẩn thận hơn trong các bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì cái lợi nhuận của các bạn từ giờ đến cuối năm cũng không hề nhỏ một chút nào. Nói chung ấy trong cái thời gian này, đặc biệt là từ thời gian sau giảm tháng tư âm lịch thì sẽ có nhiều cái khoản chi mà quý vị không thể đừng được. Tùy vào cái khả năng của bản thân, quý vị nên mua sắm hợp lý, chi tiêu một cách có kế hoạch, đừng có vung tay quá chán đấy mà lại gì làm thất thoát đi cái tiền bạc. Quý vị cần phải có một cái kế hoạch làm sao ấy để gia tăng thêm cái tiền bạc của mình. Đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này nó lại được cục diện là ngũ hành đối tương sinh, vậy nên tình cảm của những người tuổi Tý cũng khá là rực rỡ. Những người độc thân thì nhờ đó có thể gặp được những đối tượng tốt, không chỉ nhân duyên với những người khác giới vượng, mà các mối quan hệ xã giao cũng khá là hài hòa. À, bản mệnh cũng đã được nhiều người bạn tốt giúp đỡ và mọi khó khăn mọi cái trắc trở thì đều giúp cho những người về tuổi Tý sẽ vượt qua được một cách là ngoạn mục. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những gia chủ tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, Tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tỵ. À thưa quý vị, nói chung ấy từ sau rằm tháng tháng tư âm lịch, à, đây được đánh giá là một cái thời điểm khá là may mắn bình ổn và mọi sự hanh thông ít có biến động đối với những người tuổi tỵ. À, quý vị à, nói chung ấy cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cũng có thể là rung đùi mà hốt tài tiền hốt bạc của thiên hạ những người tuổi tỵ rất là hóm hỉnh sắc sảo họ có cái nhìn sâu sắc về mọi vấn đề xảy ra đối với mình và đặc biệt trong thời gian sau rằm thì cái vận may của những người tuổi tỵ sẽ rất là tốt họ sẽ đạt được những cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp và có cơ hội nhận được những cái sự thăng quan tiến chức hoặc là giành được những cơ hội hợp tác quan trọng với đối tác với khách hàng à, trong thời gian này những người tuổi tỵ có thể sẽ cần phải tiếp nhận một số cái hạng mục nội dung công việc hoàn toàn mới, phải nghiêm túc và học hỏi, có thể dành thời gian riêng để học thêm những cái kiến thức liên quan. Điều này cũng sẽ giúp cho các bạn nâng cao cái chuyên môn của mình, nâng tầm nhìn, cũng như là để nâng cao cái vị thế, góp phần phát triển cái nghề nghiệp của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, à, quý nhân cũng luôn dõi theo các bạn, đấy, soi đường chỉ lối và quý vị sẽ có được cái vị thế nhất định, đấy. À, cái thái độ chủ động trong công việc của quý vị cũng sẽ giúp quý vị nắm bắt được cái cái vận thế của mình à, khi được trao cho cái cơ hội tham gia vào cái dự án quan trọng nào đó thì những cái đóng góp tích cực và chủ động của những người tuổi tỵ cũng có thể khiến cho cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao từ đó cũng sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm hơn hậu thuẫn hơn một cái vấn đề cũng không kém phần quan trọng trong cái giai đoạn này đó là những người tuổi tỵ cần phải cư xử xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách là cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa để tránh những cái tác nhân nó cản trở mình sau này. Áp lực công việc là cái điều không thể tránh khỏi. Ấy. Bên cạnh đó còn có cạnh tranh về cái chức vụ và cái lợi ích cá nhân với trong tập thể. À, quý vị cũng nên là gì? Có cái sự đề phòng cần thiết. Hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì cái bầu không khí làm việc lành mạnh. À, bên cạnh đó, cái phương diện tài lộc của những người tuổi tỵ khá là hanh thông. Vậy nên ấy, cái vận trình tiền bạc của quý vị sẽ được dự đoán là sẽ phát triển rực rỡ, đôi khi vẫn có không ít những cơ hội giúp cho bản mệnh làm giàu nhanh, nhưng mà quý vị cần phải biết nắm bắt lấy các cơ hội. kèm theo đó, cơ hội lớn thì cái rủi ro nó cũng nhiều. đôi khi ấy à, nếu mà quý vị chủ quan lơ là sẽ khiến cho quý vị phải mất một số tiền đấy không hề không hề nhỏ nhé à, nói chung ấy trong thời gian này thì những người tuổi tỵ có cơ hội đoán thêm nhiều cái nguồn thu nhập mới những khoản thu nhập có thể đến từ các khoản đầu tư tiền lãi hay là tiền lãi cổ phiếu hay là tích những khoản tích lũy từ từ trước của các bạn à, các bạn cũng có thể được cái sự giúp đỡ hay là mách nước cho những cái thông tin quý giá tuy nhiên à, trong thời gian này cái vận may nó khá lớn nếu mà quý vị chỉ cần biết nắm bắt lấy cơ hội thì tiền bạc nó cũng sẽ ùn ùn đổ về túi à, còn với những người làm công ăn lương thì quý vị vẫn duy trì được cái cuộc sống ổn định giúp đảm bảo cái thu nhập đều đặn cho quý vị à, khi mà làm tốt thì quý vị có thể nhận được những khoản thưởng nóng hoặc là kiếm thêm phụ cấp à, tuy nhiên trong cái năm 2024 này thì quý vị gì cố gắng không đặt mục tiêu quá cao cho cái việc kinh doanh cái nghề tế trái này đầu tư bởi vì ngay cả khi các bạn bỏ nhiều công sức thì tiền bạc ở cái giai đoạn đầu ấy, các bạn vẫn sẽ gì gặp đôi chút những khó khăn Đấy, có thể là gì không được như mong muốn thậm chí là có người xui xẻo còn mất hết tiền gốc nữa thì đây cũng là cái lời nhắc nhở cho những người tuổi tỵ đấy nếu như mà không muốn bị gì thất thoát về tiền bạc thì ngoài ra trong thời gian này những người tuổi tỵ cũng gặt hái được nhiều cái thành quả tốt đẹp trong tình yêu những người độc thân thì có thể gặp được chi kỷ ở nơi làm việc hoặc là tại một cái sự kiện nào đó những người đã kết hôn thì sẽ có được cái mối quan hệ hòa hợp hơn với bạn đời và kỳ vọng sẽ bước sang một cái giai đoạn mới tin vui liên tiếp nợ đến nói chung không chỉ có sự nghiệp được xuân sẻ hanh thông mà các mối quan hệ cũng sẽ được ổn định phát triển gia đạo thì cũng hưng vượng vậy nên xin được chúc mừng những người tuổi tỵ một trong năm con giáp cực kỳ may mắn trong thời gian sau giảm tháng tư âm lịch à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông trong cái tháng tư âm lịch dễ có cơ hội giàu sang phú quý đó là những tuổi sau một là tuổi xíu hai tuổi ngọ, 3 tuổi tuất, 4 tuổi tí và 5 là tuổi tỵ. Đây là năm con giáp được thần tài chiếu mệnh trong cái thời gian là sau rằm tháng 4 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.